Hải đang xin chào bạn. Có thể Hải đang giới thiệu các bạn cần câu lục. Bạn có thể dùng câu lục đầu cần rồi câu tầm 20 m đổ lại các bạn nhé. Cần này cần T27, độ cứng nó không được cao thì các bạn dùng có thể câu lục đầu cần. Đó. Câu tầm 20 m đổ lại là ok. Đó. Chiều dài 4,05 m. Hôm nay qua hàng này hàng bãi. Hải đang mới về được mấy cần khuyên bát Fuji rồi nha. Hải đang sẽ review chi tiết, sẽ cho tầm số các bạn sau. Các bạn khuyên Fuji các bạn. Khoen Fuji. Đây bạn nhìn chiếc Fuji à, định vị khoen. Vị khoen đó các bạn. Hàng này bãi nhưng mà còn đẹp lắm các bạn. Đó. Khá là đẹp. Thân đốt này đốt thứ hai không xước sát gì đâu các bạn nhá. Đốt thứ hai từ gốc lên. Đó. Đây bát cần đấy các bạn. À, Fuji đen. Rồi. Xước một ít đây là chỗ này đây các bạn này. T27 4,05 m các bạn nhé. Đánh đầu cần thôi. Rồi. Đang sẽ đo đường kính ngọn và cân trọng lượng của cần nhé các bạn xem. Rất là nhẹ, đánh đầu cần hợp lý, cầm đỡ mỏi tay các bạn. 388 g. Hàng bãi các bạn nhé. 388 g. Đây là Hải Đăng sẽ đo được kính ngọn các bạn. Đường kính ngọn là 2 ly, đây bạn, 2 ly 8, 8 gì đấy, đúng, tầm 2 ly 8 các bạn, rất là đẹp các bạn, hàng bãi đẹp. Hải Đăng sẽ miễn phí hạ bát và bọc bằng co các bạn, nếu bạn nào có nhu cầu bọc và hạ bát, còn không thì cả đang sẽ để nguyên bát này cho bạn về các bạn tự hạ. Đấy, Japan. Hãng Fuji của Japan sản xuất bát này các bạn. Vừa rồi Hải Đăng phát sinh đã giới thiệu các bạn cần câu lục Daiwa T27 chữ đỏ, chiều dài 4,05 m. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.